Sau đây mình xin trình bày cách nhỏ tinh dầu vào máy phun sương USB. Các bạn có thể làm theo cái sự hướng dẫn của mình. Đầu tiên là mình xoay cái máy phun USB ra. Sau đó các bạn vặn nhẹ đầu lõi để nó trượt qua cái khớp là các bạn có thể lấy ra được. Đây là đầu lõi phun. Đầu lõi này sẽ hút tinh dầu và nước từ khay chứa. Sau đó sẽ đưa lên bộ phận phun. Thì các bạn sẽ nhỏ tinh dầu lên phần đầu của lõi bông gòn này. Sau đó cho cái phần đầu này tiếp xúc trực tiếp với đầu lõi phun. Sau đó các bạn đóng lại, các bạn chặt. Đổ nước vào khay, đóng nắp lại và xài như bình thường.